Cái chim lớn cho anh em xem ha, 40 nè, hoa cực kỳ đẹp ha. Con dưới này thấy hàng trăm trống nhiều mà ha, thật đẹp. Cặp này gáy gọi anh em, cặp này 7 sĩ ha, 41 nè, đen nè, bông đen cực kỳ đẹp luôn, siêu đẹp luôn anh em, siêu phẩm luôn nè, quá đẹp luôn. Cặp này 8 sĩ anh em, đang lấy ra rồi ha, 42 ha, con rồng ha, con rồng cực kỳ đẹp luôn nè, 8 sĩ ha, 43 ha, con rồng ha, cực kỳ đẹp luôn, 8 sĩ ha, gáy gù rồi ha, 44 nè, con rồng ha, gáy gù rồi ha, nè, rất đẹp luôn, 8 sĩ luôn ha, 45 nè, xám cờm đen, gáy gù rồi ha, 8 sĩ luôn ha, 46 nè, xám cờm đen đủ cờm nè, cũng 8 sĩ luôn, 47 nè, rồng đỏ nè, rồng đỏ ha, 8 sĩ luôn ha, 48 nè, bông xám cờm đen nè, bông xám cờm đen cực kỳ đẹp luôn nè, 8 sĩ luôn ha, 49 nè, hoa nè, hoa cực kỳ đẹp ha, 7 sĩ ha, 50 nè, hoa cũng rất đẹp luôn nè, 7 sĩ ha, 51 nè, hoa chàng gáy gù rồi nè, 7 sĩ nè, tết nhất anh em đem bông em hoa về chân ha. Đó. Hoa ha, cục hoa này lấy anh em 6 sĩ thôi ha, nè. Hoa cũng gáy rồi ha, gáy rồi ha, 6 sĩ ha, 53 nè, 53 cực kỳ đẹp luôn nè, 6 sĩ ha, 7 sĩ ha, con này 7 sĩ ha nè, 54 nè, gáy gù rồi ha, 7 sĩ luôn, 55 nè, cực kỳ đẹp ha, 7 sĩ luôn ha, 56 nè, hoa rất đẹp luôn, 7 sĩ luôn, 57 nè, bông đỏ nè, 7 sĩ luôn ha, 58 nè, hoa cực kỳ đẹp luôn nè, gáy gù rồi nè, 7 sĩ nè, 63 nè, hoa gáy gù rồi ha, 7 sĩ luôn ha, 64 nè, hoa cực kỳ đẹp, gáy gù rồi ha, 7 sĩ luôn, 65 ha, 65 nè, cặp hoa đỏ tim trắng nè, hàng này thì rất là đẹp ha, cặp này 8 sĩ ha nè, cặp này quá đẹp luôn, hoa đỏ tim trắng ha, lúc trước mà cặp này chắc 7-8 triệu á, giờ 8 sĩ ha nè, dễ chờ quá, 66 ha, con hoa cực kỳ đẹp luôn nè, 7 sĩ ha, 67 nè, 7 sĩ luôn ha, 68 ha, chàng gáy gù rồi hết trơn ha nè, 7 sĩ nè, cực kỳ đẹp luôn, 69 nè, 7 sĩ luôn ha nè, 70 nè, 7 sĩ luôn ha, 71 nè, gáy gù rồi hết trơn ha nè, 7 sĩ ha, 72 nè, 7 sĩ luôn ha, gáy gù rồi ha, rồi anh em lấy cặp nào alo mình ha.